Xin kính chào quý cô bác, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em Dân Trịnh nhé. Đấy, hôm nay xin giới thiệu tới quý cô bác anh chị một số mẫu sản phẩm mới bên em mới về các ông nhé. Đấy, thì các bác rất nhiều sản phẩm. Đấy, nên là các bác nào mà ví dụ là chưa ưng ý vào một cái sản phẩm nào đó thì các bác có thể tời qua để có thể sang cái những cái sản phẩm tiếp theo nhé các ông nhé. Đấy, đầu tiên thì em xin giới thiệu các bác là một mẫu sản phẩm mới bên em mới về, đó là cái vỏ du lô đây. Đấy, như các bác đã nhìn thấy một con vỏ du lô. Đấy. Con này chỉ nguyên vỏ thôi nhé. Đấy, nó có ba ổ cắm này. Đấy, có ổ cắm dẹp, ổ cắm tròn, thoải mái luôn cho chúng ta luôn này. Đấy, con này là chỉ có vỏ, chúng ta đấu điện thì chúng ta tháo ốc ra. Tháo con ốc ở đây ra. Đây em lấy tua vít em tháo luôn này. Đấy. Chúng ta tháo con ốc ở đây. Tháo con ốc ở đây ra. Đấy. Và chúng ta đấu điện ở đây. Đấu điện vào đây. Đấy, tháo cái cầu này ra và chúng ta đấu điện đây. Cái chỗ này chúng ta siết để siết chặt cái dây điện nhé. Đấy. Nó có ba nguồn này, đấy, lửa nguội và tiếp địa này các bác này, đấy, rất là tiện lợi luôn nhé, đấy, rất là tiện lợi luôn mà rất là nhẹ nhàng, con này rất là nhẹ, con này chỉ có nặng có 1 cân 8 thôi, đấy, con này có 1,8 kg, đấy, xong thì chúng ta lắp vào, cái dây điện nó sẽ thò ra đây và nó có một con ốc siết trong đấy thì nó rất là ok, đấy, đây là cái vỏ du lô nhé, cái vỏ này là vỏ du lô, đấy, có một con át 32A điện 220V, đấy, dòng dò của nó là 230MA. Đấy, đây là mặt trước, đây mặt sau đây. Nói chung là nó rất là nhẹ nhàng cho chúng ta. Chúng ta quấn du lô thì chúng ta chỉ quấn vào là xong. Đấy. Con này thì không phải là hàng Nhật các bác nhé. Lưu ý giúp em là con này hàng không phải hàng Nhật. Con này hàng của Đài Loan. Đấy, hàng của Đài Loan các bác nhé. Đấy, lưu ý giúp em cái này con em thấy nó rất là tiện lợi. Nên là em lấy một ít về bán cho các bác luôn. Đấy, để phục vụ các bác. Đấy. Cũng theo yêu cầu của một số bác là bảo là kiếm vỏ du lô. Đấy thì vỏ du lô thì em nhập được một cái loại này. Đấy, rất là nhẹ nhàng cho chúng ta luôn. Cái vỏ này thì bên em dân đang bán với giá là 350.000 đồng nhé các bác nhé. 350.000 đồng một cái loại vỏ du lô này. Đấy, vỏ du lô nhé. 350.000 đồng. Rất là xịn sò luôn, cầm rất là nhẹ. Đấy, rất là nhẹ nhàng. Đấy, mà cũng rất là cứng cáp. Đấy, vỏ du lô hàng mới luôn các bác nhé. Hàng này là hàng mới luôn. Đấy, vỏ du lô. Tiếp theo thì em dân xin giới thiệu tới quý cô bác anh chị là một mẫu máy cạo râu bên em mới về nhé. Đấy, 4D server. Đấy, 4D server này. Con này thì nó có dây sạc. Con này thì nó có dây sạc. Đấy. Đấy, ba mắt này, có ba lưỡi dao cạo râu này. Đấy. Đấy, con này thì em đã thử. Đấy, em đã sử dụng này và giới thiệu cho các bác. Hàng này hàng 4D server. Đấy. Rất là xịn sò luôn. Đấy, trong này chúng ta có một cái chổi này để chúng ta quét này. Đấy, quét. Quét dọn vệ sinh thôi nhé. Đấy, xong rồi chúng ta đậy vào. Đấy, xong rồi chúng ta đậy vào. Đấy. Đưa những nó rất bám vào những cái đường đường tay của chúng ta nhé. Đấy, chúng ta nó chỉ này đây. Nó rất là ok nhé. Rất là ok này các bác này. Đấy. Con này thì nó có cả một cái tông đơ mini này, một cái tông đơ mini này. Đấy, một cái tông đơ mini có nhé. Đấy, thay vào đây. Đấy. Một cái tông đơ mini. Đấy. Một cái tỉa lông mũi nhé các bác nhé, một cái tỉa lông mũi này. Đấy, một cái này là cái tỉa lông mũi. Đấy. Đấy, chúng ta chỉ việc cắm cái này vào mũi thôi là xong. Hàng thì đảm bảo với các bác là hàng mới tinh nhé, hàng mới tinh chưa qua sử dụng. Đấy. Đấy, và một cái thiết bị cuối cùng. Đấy, đấy giật cả da rồi. Thiết bị cuối cùng là cái thiết bị massage mặt này, đánh phấn này. Đấy. Đấy. Ví dụ chúng ta bôi những cái ví dụ là thuốc cạo râu các thứ vào, xong rồi chúng ta bôi vào, xong rồi chúng ta di di lên. Đấy. Đấy, chúng ta có thể tháo rời được cái này ra này. Đấy, để chúng ta vệ sinh chúng ta thay thế. Rất là xịn sò luôn các bác nhé. Cái này rất là xịn sò luôn. Bộ này thì bên em đang bán với giá là 300.000 đồng nhé, 300.000 đồng. Ở đây có một cái dây sạc này các bác này. Ở đây có một cái dây sạc. Đấy. Có cái đầu USB và dây sạc đây, chúng ta cắm sạc, hết pin chúng ta cắm. Hết pin chúng ta cắm. Đấy. Máy cạo râu thương hiệu 4D server các nhé. Thương hiệu 4D server đấy, đây là một bộ của nó. Một bộ của nó có bằng đấy công năng. Đấy, và bên em đang bán với giá là 300.000 đồng. Đấy. Tiếp theo thì em xin bán giới thiệu các bác một mẫu máy cạo râu xịn sò hơn nhé, một cái mẫu máy cạo râu xịn sò hơn. Đấy, đó là một con của thương hiệu Pana. Đấy, con này thì rất là xịn sò luôn. Con này thì bên em đang bán với giá là 450.000 đồng. 450.000 đồng một mỗi cạo râu này. Máy này thì nó dùng bằng pin này. Nó dùng bằng pin con thỏ này nhé. Đấy, và chúng ta không cần phải sạc. Hết pin chúng ta chỉ có việc thay thôi.
hết pin chúng ta chỉ việc thay pin là xong. Và mẫu này thì bên em đang bán 450.000 đồng nhé, máy của Panasonic, mã của nó là SEIF 650P, SEIF 650P của Panasonic. Đấy, sử dụng pin con thỏ. Đây, em thì tháo pin ra để em giới thiệu cái sản phẩm tiếp theo nó cần dùng những cái viên pin này. Đấy, tiếp theo thì bên em dân xin giới thiệu với các bác là một con đốc sạc pin, một con đốc sạc pin các bác nhé. Này, chúng ta đặt vào đây, đặt pin vào đây, cộng trừ đây. Đấy, đây, đặt pin vào đây. Đấy, và chúng ta cắm vào điện và chúng ta đấu vào điện. Đấy, thì là ok. Đấy, mẫu này thì nó có thể sạc pin cho chúng ta đến pin 18650. Đấy, dài, độ dài của nó có thể cho chúng ta đến pin 18650. Đây, chúng ta chỉ việc gạt cái này xuống và cắm điện vào thôi. Đấy, gạt cái này xuống và cắm điện vào ổ điện. Đấy, con này đốc 2 nhé, đốc đôi, đốc đôi. Đấy, em đây là em lấy chỉ lấy pin ví dụ thôi nhé. Đấy, chỉ lấy pin ví dụ thôi. Đây, để chúng ta dễ hình dung. Đấy, con này thì bên em đã bán với giá là 90.000 đồng một con, 90.000 đồng một cái đốc sạc, 90.000 một cái đốc sạc đôi này. Chúng ta sạc pin các thứ này, hát karaoke các thứ thoải mái nhé. Đấy, lò xo đẩy rất là mạnh mẽ. Đấy, lúc chúng ta cắm điện vào thì cái bóng này sẽ báo này sẽ sáng thôi nhé, bóng báo này sẽ sáng. 90.000 đồng một con, 90.000 đồng một cái đốc sạc. Đấy, rất là xịn sò các nhé, rất là xịn sò luôn cho chúng ta. Tiếp theo thì bên em dân xin giới thiệu với các bác là một số những cái mẫu búa đấy. Búa đấy. Đấy, búa này thì bên em giới thiệu nhiều lần rồi. Đấy, búa này thì bên em bán với giá 100.000 đồng một con nhé. Đấy, giới thiệu qua thôi. Đấy, tiếp theo thì em dân xin giới thiệu với các bác là một số cái mẫu dây điện đúc này. Dây điện đúc này về lại ngập tràn luôn. Đấy, 5m, 10m, 15m, 20m và 30m. Rất là đa dạng, rất là đa dạng chủng loại. Và đây, giá của nó đây các bác nhé, giá của nó đây. Đấy, xin bóc thử một quận này cho các bác này. Một quận 5m. Đấy, giấy đúc hai đầu luôn các bác nhé. Dây đúc hai đầu luôn. Và nó có thể chống va đập thoải mái, để em tháo ra xem. Dây này dây 2,5 nhé. Đây, đây cho quay lên một tí. Đập vào tường các bác nhé. Thoải mái luôn. Đấy, lau qua đi cái lại ok. Chống va đập, ổ đúc chống va đập. Đấy, dây thì bên em đang bán cái giá đây. Dây 5m thì 200, 10m 300, 15m 400, 20m 500 và 30m là 650.000 đồng. Đấy, ba loại đấy. Bên em đang bán ba loại này. Đấy, dây điện của nó đây, dây 2.5 rất là đẹp luôn, đúc liền khối, đúc liền khối các bác nhé, dây rất là đẹp. Đấy, bên em đang có những kích cỡ là 5m, 10m, 15m, 20m và 30m các bác nhé. Đấy, các bác đi qua kênh thì đừng quên cho em dân xin một nút like và một nút đăng ký kênh các bác nhé, để kênh của em nó có thể phát triển lớn mạnh hơn. Đấy, cũng như có thể phục vụ tới quý cô bác anh chị những dòng sản phẩm tốt và chất lượng. Đấy, ổ cắm của nó thì rất chắc chắn. Đấy, ở trong cái ổ này nó có một cái đèn báo cho chúng ta luôn nhé các bác nhé. Ở trong cái ổ này nó có một cái đèn báo cho chúng ta luôn. Đấy, đây là cái các em cầm đang cầm là dây 5m. Nói chung dây rất là mềm mại, dây cũng rất là ok. Hàng này rất là ok các bác nhé. Số giá tiền của nó là đây các bác nhé. Giá tiền của nó là đây. Tiếp theo thì bên em xin giới thiệu với các bác là một số mẫu kéo cắt cành nhé. Đấy, một số mẫu kéo cắt cành. Kia là tủ điện các bác. Kéo cắt cành thì bên em là có 3 mẫu cắt, 3 mẫu. Đấy, mẫu đầu tiên thì là mẫu, một mẫu này là mẫu 230.000 đồng, kéo cắt cành cán gỗ, hàng này hàng bãi, 230.000 đồng. Đấy, hàng bãi các bác nhé, hàng của Mỹ in Japan nhé. Đấy, con thứ hai đấy là con một cân kéo cắt cành cán đúc. Con này thì bên em đang bán với giá là 200.000 đồng. Và con thứ ba là con của Kabushi, giá của nó là 160.000 đồng thôi nhé. Đấy, ba mẫu kéo cắt cành đấy. Ba mẫu kéo cắt cành nha. Tiếp tục thì bên em xin giới thiệu với các bác là một số mẫu về đồ nghề cơ khí nhé. Về đồ nghề cơ khí này. Thì đầu tiên thì bên em xin giới thiệu với các bác là một cái mẫu kính hàn nhé. Kính hàn điện tử nhé. Kính hàn điện tử đây. Đấy, mẫu này là mẫu kính hàn. Mẫu kính hàn này thì bên em đang bán với giá là 200.000 đồng một cái, thương hiệu Kabushi. Chúng ta có thể thay nhé. Chúng ta có thể thay thế này, thay dây này. Đấy, thay cái này thành thành dây này. Đấy, rất là đơn giản thôi. Chúng ta chỉ việc tháo kính ra. Tháo cái gọng này ra. Đấy. Tháo gọng ra và cho cái dây này vào. Rất là dễ tháo lắp thôi nhé. Nó rất là đơn giản.
Đấy, thay dây vào, cứ tháo ra và thay dây vào các nhé. Đấy, để chúng ta không, ví dụ chúng ta lúc đang hàn nhiều, đốt nhiều, que hàn nhiều thì nó không sợ bị rơi hay bị bong hay là bị lệch lạc. Đấy, mà chúng ta nhìn rất chuẩn. Con này như lúc mà chúng ta chéo sáng thì là nó sẽ có một cái lớp nó phủ lại. Đấy, và bảo vệ mắt chúng ta. Đấy, 200.000 đồng các bác nhé. Mẫu này bên em đang bán với giá là 200.000 đồng. Tiếp theo thì bên em xin giới thiệu với các bác là một cái mẫu đồng hồ kẹp dòng nhé. Đồng hồ kẹp dòng này. Đồng hồ kẹp dòng này của Kabushi nhé. Đấy, nó có pin và dây và các thứ đây. Bộ này thì bên em đang bán với giá là 300.000 đồng một cái đồng hồ kẹp dòng này các bác nhé. Đồng hồ kẹp dòng này 300.000 đồng. Đấy. Có túi đựng các thứ cho chúng ta rất là xịn sò luôn. Đồ khóa rồi. Đấy. Khóa lại. Dùng xong chúng ta cất đi. 300.000 đồng. Đây. Tiếp theo thì em xin giới thiệu với các bác là một cái mẫu hít hàn nhé. Đây. Mẫu hít này. Hít mát. Hít mát này em đang có hít mát đơn và hít mát đôi. Đấy, số lượng thì cũng không còn nhiều đâu. Có mấy cái. Đấy, để bác nào làm nghề này. Đấy. Đây ba cái đơn và hai cái đôi. Đấy. Cái đôi thì 120 còn cái đơn thì 80. Đôi 120 còn đơn 80 thôi nhé. Hít mát, chúng ta chỉ cần việc đấu cái mát hàn vào đây về là xong. Đấy, và chúng ta siết chặt những cái ốc này lại. Đấy, ở đây nó có một cái nam châm nhé. Ở đây có một cái miên nam châm chúng ta này có này. Đấy. Tiếp theo thì bên em sẽ giới thiệu với các bác là một mẫu ke góc hàn nhé. Một cái mẫu ke góc hàn. Ke góc hàn này. Ke góc này thì nó có thể ke được góc 45 độ. Đấy, 90 độ. Đấy, và 135 độ nhé. Đấy. Em đang có một mẫu to, một mẫu bé. Một mẫu to, một mẫu bé. Giá của nó thì con to thì bên em đang bán với giá là 150.000 và con bé thì bên em đang bán với giá là 65.000. Đấy. Các bác đặt hàng này chụp lại màn hình giúp em ấy nhé. Ke góc hàn. Đấy. Tiếp theo thì bên em dân xin giới thiệu với các bác là một bộ đầu khẩu đầu chụp này. Một bộ đầu khẩu đầu chụp này. Đấy, của thương hiệu Kabushi. Bộ này thì bên em đang bán với giá là 300.000 đồng. 300.000 đồng một cái bộ này. Đấy. Có từ đầu 8 đến đầu 24. Đầu của nó đầu từ đầu 8 đến đầu 24 các bác nhé. Đấy, và một con tay nhanh và một con đầu nối này. Đấy, rất là xịn sò các bác nhé. Hàng này thì rất là xịn sò, đảm bảo với các bác về chất lượng luôn. Đấy, bao với các bác về chất lượng luôn. Con này thì bên em dân đang bán với giá là 300.000 đồng các bác nhé. 300.000 đồng. Đấy, rất là xịn sò. Tiếp theo thì bên em dân xin giới thiệu với các bác một số mẫu kìm này. Một số mẫu kìm các bác nhé. Đấy. Kìm này thì bên em đang bán với cái giá là bán có cả combo và cả bán lẻ nhé. Đấy, có cả combo và cả bán lẻ thì combo đây. Combo là ba cái kìm đây. Đấy thì em sẽ giới thiệu giá sau. Đấy, combo là ba cái kìm đây thì em sẽ giới thiệu giá sau, còn em sẽ giới thiệu trước mắt là đầu tiên thì em xin giới thiệu các bác là một con mẫu kìm bằng này. Đấy, của Kabushi này. Đấy, con này thì nó cán của nó rất là dày dặn. Cán của nó rất là dày dặn nhé, để chúng ta có thể chiến công trình các thứ rất là ok. Đấy, nó cắt điện sống các thứ, đấu điện sống các thứ vẫn rất là tuyệt vời. Con này thì bên em đang bán lẻ với giá là 200. Đấy, kìm cắt này cũng thế này. Kìm cắt này thì bên em dân cũng bán với giá là 200.000. Kìm cắt. Đấy. Và một mẫu kìm mỏ nhọn này có nhé. Mẫu kìm mỏ nhọn này bên em bán với giá là 170.000 đồng nếu bán lẻ. Đấy, đặc biệt khi các bác mua một combo, khi các bác mua một combo 3 kìm thì giá của nó sẽ là 3 kìm này thì giá sẽ là 500.000 đồng nhé. 500.000 đồng. Đấy. Tiếp theo thì em dân xin giới thiệu các bác là mẫu kìm mỏ quạ này. Con này 12 inch nhé. Con này 12 inch. Đấy. Giá của nó thì bên em đang bán với giá là 170.000 đồng. 170.000 đồng các bác nhé. Đây, ghi giá đây luôn lúc đến lúc quên. 170k. 170k. Tiếp theo thì em dân xin giới thiệu các bác là một mẫu cái tay nhanh. Tay nhanh tay đa năng này. Đấy. Mẫu tay nhanh tay đa năng này thì bên em dân đang bán với giá là 200.000 đồng. Đấy, tay đa năng này 200.000 đồng, nó có 8 đầu nhé. Nó có 8 đầu cho chúng ta. Đấy, một đầu thì là của nó là 8 10 12 13, đầu này 8 đầu bé 8 10 12 13 và đầu to của nó là 10 14 17 19 và 22. Đấy, hai đầu. Đấy. Tay nhanh đa năng.
rất là xịn sò các nhé. Tiếp tục thì em Dân xin giới thiệu với các bác là một mẫu bộ lục giác. Một mẫu bộ lục giác nhé. Bộ lục giác này thì của em thì bên em đang có 9 món, bộ lục giác 9 món, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Đấy, 9 món. Và bên em đang bán với giá là 190.000 đồng một bộ 7 màu này nhé. 190.000 đồng một bộ 7 màu. Đấy, bộ lục giác 7 màu, 190.000. Còn bộ lục giác Hoa Thị thì cũng là 190.000 luôn, có từ T10 đến T50. Đấy, 190.000. Đấy, bộ lục giác Hoa Thị. Đấy, mấy cái đồ này thì em chỉ giới thiệu nhanh qua thôi nhé các bác nhé. Tại vì là những cái đồ này chuyên môn thì các bác cũng nắm được hết rồi. Đấy. Tiếp theo thì em Dân xin giới thiệu các bác là một cái mẫu kìm đa năng. Đấy, kìm đa năng này. Mẫu kìm này thì bên em Dân đang bán với giá là kìm đa năng này thì bên em Dân đang bán với giá là 250.000 đồng. Đấy. Mẫu kìm này thì em đang có kìm mỏ bằng và kìm mỏ nhọn. FO, kìm FO. Đấy, nó có cái tuốt dây này, ép cốt này. Đấy, cắt dây và xoắn dây. Đấy, thì các bác chọn mỏ bằng hay mỏ nhọn thì đều đồng giá nhé, 250.000 đồng kìm của Nhật. Kìm của Nhật cũng 250.000 đồng một con. Đấy, rất là xịn sò luôn. Đấy. Còn tủ điện này, đây, tủ điện thì em giới thiệu qua thôi, còn có mấy con nữa. Đấy, hôm nay có các bác hỏi. Đấy, bác nào mà đang xây nhà các thứ quan tâm thì cứ IB em nhé. Em sẽ giới thiệu chi tiết về mẫu tủ điện này cho các bác. Đấy, thương hiệu Panasonic. Hàng thì về ngập tràn các bác nhé, hàng bên em về ngập tràn luôn. Tiếp theo thì em Dân xin giới thiệu các bác là một số cái mẫu chảo này. Một số cái mẫu chảo này. Đây chảo đây mà nhỉ. Đấy, một số mẫu chảo có nhé. Đấy, chảo thì bên em đang có chảo size 28 à 20, 24. 20, 24 và 28. Đấy, các mẫu. Đấy, thì bên em đang có hai loại nhé, bán theo combo và bán theo bán lẻ. Đấy, bán theo bán lẻ thì nó rất là dễ luôn. Con 20 đấy thì giá là 300.000 đồng. Đấy, thương hiệu của Shigisai, chảo này đun được trên tất cả các loại bếp các nhé. Chảo này có thể đun được trên tất cả các loại bếp. Đấy, size 20 thì là 300.000. Đấy, size 24 này. Đấy, hàng của Nhật nhé. Đấy, hàng của Nhật. Size 24, đấy Shigisai. Đun được trên tất cả loại bếp. Size 24 này thì bên em đang bán với giá là 350 và size 28. Đấy, thì bên em đang bán với giá là 400. Đặc biệt khi các bác mua một combo ba chảo. Giá của nó sẽ được giảm xuống còn 900.000 đồng combo ba chảo. Hoặc các bác mua hai con chảo bất kỳ nào cũng được. Đấy, thì sẽ được giảm ngay 50.000 đồng nhé. Hai con chảo nào cũng được, giảm ngay 50.000 đồng một trên một đơn hàng. Đấy. Các bác đi qua kênh thì đừng quên cho em Dân xin một nút like và một nút đăng ký kênh các bác nhé, để kênh của em có thể phát triển lớn mạnh hơn cũng như có thể phục vụ tới quý cô bác anh chị những mẫu sản phẩm tốt và chất lượng nhé. Đấy, tiếp theo thì em Dân xin giới thiệu với các bác là một cái mẫu bơm 2T này. Mẫu bơm 2T nhé, bơm dẫn chân này. Rất là xịn sò luôn. Đấy, dẫn bằng tay thôi nhé các bác nhé. Đấy, dẫn bằng tay thôi. Cũng rất là khỏe luôn. Dẫn bằng tay thôi thì cũng rất là khỏe rồi. Con này thì bên em Dân đang bán với giá là 330.000 đồng và bao ship cho các bác nhé. 330.000 đồng và bao ship cho các bác trên cái sản phẩm bơm này. Bơm này bơm 2T. Thương hiệu của nó là thương hiệu Stanley Mid in Japan. Đấy, Stanley Mid in Japan. Bơm Nhật. 330.000 đồng nhé. 330.000 đồng các bác nhé. Rất là xịn sò luôn. Đấy, dẫn bằng tay em còn dẫn được nhé. Dẫn bằng tay em còn dẫn được luôn. Đấy, còn rất nhiều sản phẩm các bác nhé. Bên em có rất nhiều sản phẩm. Đấy, video sau thì em sẽ giới thiệu và báo giá chi tiết cho các bác từng sản phẩm một. Đấy, báo giá tất cả các sản phẩm bên em. Đấy, còn video này em xin phép được dừng tại đây. Cảm ơn các bác đã xem video của em. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau. Cảm ơn các bác.